chào mọi người, Hen đang trồng rừng cùng với chị Huyền. Chị Huyền là nhà sáng lập cũng như là giám đốc của Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Gaia. Trong đoàn còn có các anh chị kiểm lâm vườn quốc gia Bến En, các thầy và các em học sinh tại trường thể thao Năng khiếu tỉnh Thanh Hóa. Để đi trồng rừng ở Bến En, đoàn phải mang cây giống xuống tàu và đi trên hồ sông Mực để đến điểm trồng rừng. Nói về vườn quốc gia Bến En thì được thành lập vào năm 1992. Wow, đúng với năm sinh của Hen luôn đó. Với diện tích ở tại đây thì khoảng 15.000 hecta, trong đó chủ yếu là rừng nguyên sinh với hệ sinh thái động thực vật vô cùng đa dạng và phong phú. Nơi đây còn được bao quanh bởi những con sông nổi bật nhất là sông Mực. Hiện nay hồ sông Mực rộng 3.000 hecta, bốn mùa mặt hồ luôn tĩnh lặng và xanh biếc, tạo nên một khung cảnh sơn thủy hữu tình khiến bạn có cảm giác như lạc vào chốn thần tiên. Vườn quốc gia Bến En nằm ở Thanh Hóa, là nơi sinh sống của nhiều loại động vật quý hiếm nhất có tên trong danh sách đỏ Việt Nam. Đây là nơi có nhiều môi trường sống đa dạng giúp cân bằng sinh thái. Bạn sẽ rất là ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng hú của những con vượn rừng hay thích thú khi một chú khỉ nhảy lướt qua trước mặt bạn. Bến En còn là một nơi sinh sống của nhiều loài quý hiếm như là báu gấm, tranh, hồng hoàng, vượn đen má trắng. Thì năm nay thông báo với các bạn là Gaia đã nhận được sự hỗ trợ của rất là nhiều bạn và nhiều đơn vị khác nhau. Năm nay mình trồng tới 12.500 cây và tất cả ở trên cái đảo này, nó vòng vòng một cái đảo này á, thì chỗ này là chỗ đầu tiên thôi. Và các bạn đang thấy đây là cái lán của các bác đến đây để trồng rừng á. Là bác Chuyên đâu ạ? Bác Chuyên ơi, giới thiệu với Hen, đây là anh Chuyên, giống như là kiểu tổ trưởng tổ cộng đồng trồng rừng ấy. Anh Chuyên này cùng với rất là nhiều người dân ở trong bản, mười mấy người anh ạ, 15, 16 người luôn. Và bởi vì chỗ đó quá xa ấy, ngày xưa là các anh ấy không có đi sang đây bằng cái xuồng gắn máy đâu, phải đi bằng cái xuồng chèo tay. Và phải đi 5 tiếng mới đến chỗ này để trồng rừng. Thế nên là các anh ấy đã thường là làm cái lán như thế này và mình sẽ ở đây độ khoảng hơn một tháng. Tính rồi, đến giờ chắc là hơn một tháng rồi đấy. Để trồng xong, mà năm nay trồng tận 12.500 cây là còn phải thật đông người hơn và ở đây lâu hơn. Đó, và bây giờ thì tiến độ thế nào rồi, anh sắp xong chưa ạ? Sắp xong rồi ạ, còn độ khoảng bao nhiêu cây nữa là xong? Hơn chục ngày nữa mới xong nốt. Đó, thì đây cũng là một trong những cái cây cuối cùng ở khu vực này á. Chỗ này là vừa trồng đầu tiên mà cũng là một trong những khu trồng cuối cùng đúng không? Thì đó, các bác cái sinh hoạt ăn ở cái lán này. Cho nên là rất là cảm ơn anh Chuyên cùng với các anh chị, các bác, các cô chú nhá, đã giúp bọn em chăm sóc cái khu rừng Bến En này. Và đặc biệt là cảm ơn anh Nghị và các anh bạn kiểm lâm này, các anh em kiểm lâm bên Bến En này. Bến En cảm ơn Gaia rất là nhiều. Thế à? Hôm nay á, chị rất là vui là có các bạn ở trường Năng khiếu và đặc biệt vui là có Hen. Trời ơi, các bạn ơi, hãy cho một tràng vỗ tay thật to đi. Hen là đến đây và trồng rừng với chúng ta. Ok, vậy bây giờ mình đi thôi. Sự đa dạng của vườn quốc gia Bến En thể hiện ở đây có tới hơn 1.400 loài thực vật, trong đó có nhiều loài bị đe dọa tuyệt chủng ở cấp thế giới và cấp Việt Nam. Lim xanh là một ví dụ. Ngoài ra còn có các loại cây quý hiếm khác như là dỗi xanh, trò chỉ, bù hương, xến mật, vàng tầm, lim, trai lý. Đặc biệt, rừng Bến En có trên 300 loài cây dược liệu. Tuy giàu tài nguyên thiên nhiên như vậy, nhưng hiện nay ở Bến En có một diện tích rất lớn, khoảng 3.000 hecta, chiếm khoảng 20% diện tích vườn, là rừng nghèo kiệt và đất trồng, đồi núi trọc hoặc các trảng cỏ tranh. Trước đây vốn là đất lâm trường khai thác gỗ. Khi vườn quốc gia Bến En được thành lập, lâm trường này đóng cửa, để lại các khu đất nương rẫy không có rừng. Vườn quốc gia Bến En đã bước đầu cây trồng rừng thêm trên vùng đất này. Tuy nhiên, trải qua gần 30 năm, đây vẫn là khu rừng nghèo kiệt, ít loài, thậm chí nhiều khu vực vẫn có thảm cỏ, cây bụi, tre, nứa. Chính vì vậy, nơi đây rất cần sự chung tay của tất cả mọi người, cùng trồng thêm cây để phục hồi 3.000 hecta rừng nghèo kiệt này. Chúng ta đang trồng một cây lim này. Đây là ở rừng Bến En và đây là một trong số 12.500 cây mà Gaia nhận của rất là nhiều bạn trồng đợt này. Và đây là một cây lim này rất là quý, một cây lim xuất khẩu Việt Nam á Hen. Bởi vì là gỗ của nó cực kỳ tốt và ai cũng chuộng cái cây lim này lắm. Vỗ tay để mình cứ đang đi thăm cây lim ngàn năm nha các bạn. Thăm cây lim ngàn năm nha. Dạ vâng.
Yeah. Bye. Yeah. Ok. Khi trồng cây, chị Huyền có nói về cụ Liêm ngàn năm rất là cô đơn ở đây, nên Hen sẽ quyết tâm đến thăm cụ Liêm này. Xuất phát từ trụ sở khu vườn quốc gia Bến En, xe của cả nhóm chạy tầm khoảng là 30 phút để đến được cây Liêm, mà mọi người hay gọi là cây cô đơn chỉ vì còn một cây nằm trơ trọi ven đường. Đây là địa phận giáp ranh giữa hai xã Xuân Khang, huyện Như Thanh và xã Tân Bình, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Cây Liêm này cao khoảng 35 mét, đường kính gốc hơn 2 mét, với tuổi đời đã được các nhà khoa học giám định là tới hơn 1.000 năm. Một số cành cây đã bị sét đánh và trên cây có 2 vết cắt rất lớn, và khi mà nhìn 2 vết cắt này, Hen cảm thấy rất là đau và rất là thương. Hy vọng là cây Liêm này sẽ tiếp tục phát triển và vươn lên. Đàn ông rất là to ở trên cây Liêm xuống tấn công ông ấy. Thế là ông ấy không cưa được nữa mà bỏ cuộc luôn á. Nó đi về thì đấy là cái người cuối cùng cưa cây Liêm. Và cây Liêm này thì cách đây 10 năm á là nó ra hoa, giống như kiểu một đợt hoa cuối cùng á. Xong rồi 10 năm đó đến giờ là nó không ra hoa nữa. Nó không ra hoa một lần nào nữa luôn á. Ôi, sau khi nghe chị Huyền kể về câu chuyện của cụ Liêm, Hen chỉ mong xuất hiện kỳ tích với cụ. Cụ Liêm sẽ phục hồi, sẽ lại nở hoa để cùng khoe sắc với hàng chục ngàn cây Liêm mới được trồng ở vườn quốc gia Bến En. Là các anh kiểm lâm đã đóng lại để cho mọi người khỏi đi lên đúng không? Thì đó, nên là nó rất là cô đơn. Mà ngày xưa cái vùng này là Liêm nhiều lắm luôn. Mà mình hình dung ra một cái khu rừng Liêm, xong mình có hình dung cái cây Liêm này ở cái thời thanh xuân của nó độ vài trăm tuổi thôi ấy. Đúng là vẫn còn thời thanh xuân vài trăm tuổi á. Thì chắc là chị hình dung là sẽ có rất nhiều dây leo này, nấm Liêm này. Hen còn được biết các anh chị kiểm lâm đang tìm cách để cố gắng xin cây trở thành là cây di sản. Còn chị Huyền thì đang viết truyện về cây Liêm này. Mong cho nhiều người được biết đến cụ Liêm ngàn năm này, cũng như là chung tay thêm nhiều cây Liêm cho rừng Thanh Hóa nữa nhé. Nếu có dịp, bạn hãy tới Thanh Hóa và ôm lấy cụ Liêm này như Hen, để cụ sẽ không cảm thấy cô đơn nữa. Đây là tính thay đèn luôn à? Ừ, đã đen. Thiếu cái gì không? Không, đây không thiếu bằng gì. Ôi, em nhớ nhà em quá. Đây là nhà em của cách đây đóng trên mấy năm trước. Dạ. Điện thì chưa có. Điện gì đâu. Ngày trước thì ở trong buôn em cũng không có điện. Đây em làm hoa hậu xong em lắp điện. À, ôi giời. Chuyến đi của Hen vẫn chưa chấm dứt đâu. Buổi tối ngày hôm nay là một buổi tối rất tuyệt vời. Các bạn hãy theo chân Hen để xem là Hen đã chơi và tham gia hoạt động văn nghệ cùng với tất cả các chị em, các bé, các cô, các chú ở tại bản Vị nhé. Cô đấy, cô hoa hậu đấy. Hai bạn ơi. Đối với Hen, bản Vị thật sự rất tuyệt vời. Nụ cười của mọi người, Hen cảm thấy rất là ấm áp và vô cùng hạnh phúc. Các bé ở bản viện thì thực sự rất là ngoan, mạnh dạn, đôi mắt bên nào cũng long lanh, háo hức để cùng chơi với Hen và chị Huyền. Hen chỉ các bé tạo hình thú khác nhau bằng đôi tay cùng nhau chơi tính toán nữa. Bé nào cũng cười thật là tươi, thật là đáng yêu. Hen cũng chỉ mấy bé cách làm hình con công bằng tay nữa nè. Và đặc biệt là các bé cũng hát rất hay nha. Các mẹ mới trả lời. Các mẹ mới trả lời. Các mẹ mới yêu con không rồi.
Là người con ED của núi rừng, Hen đã rất là quen thuộc với tiếng còng, tiếng chiêng. Vậy mà mỗi lần nghe những âm thanh này, Hen lại thấy lòng mình yêu lắm quê hương, yêu lắm dân tộc mình. Trong âm thanh của còng chiêng, Hen được các bà, các chị dạy cho diễn khua luống. Đây là loại hình diễn sướng dân gian của người Thái ở Thanh Hóa và Tây Bắc Nghệ An. Thường khua luống sẽ có từ 8 đến 10 người tham gia, trong đó một người làm cái, côn e mía, và một người có nhiệm vụ giữ nhịp, côn e pợ. Công cụ cho một cuộc diễn gồm đoán giả gạo và cọ sạc là chày giả gạo. Sau khi được học diễn khua luống, Hen còn được xem các chị ở các mẹ ở bản vị múa trong trang phục truyền thống của người đồng bào Thái đen. Ôi ước gì cũng có thể múa đẹp như các chị. Thật sự chuyến đi này đã để lại cho Hen rất là nhiều kỷ niệm khó phai trong lòng của Hen. Về hình ảnh, mọi người đón tiếp Hen rất là nồng hậu, được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của một trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam, như diễn khua luồng, nhảy sạp. Và Hen chắc không thể nào quên được tình yêu thương của dân bản vịn và ánh mắt long lanh của các bé nhỏ. Hy vọng tất cả mọi người ở đây sẽ luôn giữ những nét văn hóa, tình yêu, sự kết nối, trái tim ấm áp, chia sẻ, gần gũi và thân thiện của người dân ở tại đây sẽ giữ lại những cái nét văn hóa tuyệt vời này. Và Hen cũng mong rằng dù thời gian có bao lâu thì mọi người vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống tuyệt vời này. Rất là vui, hy vọng là tất cả quý bà con có thể giữ những cái văn hóa của mình. Yeah.